Ôi rồi, tôi tưởng mình không phải đâu anh. Ai chưa
Vâng. Một chuyến chuối 3 triệu tiền chuối. 3 triệu rưỡi, 3 triệu 7, 3 triệu 8. Bao nhiêu đấy? Đây, 2 triệu tôi vẫn khinh chưa mà. Anh để ngoài lên đây nhá. Có nghe con không anh Tùng? Ờ, là nó phải dạng á. Ôi à? Đây là con này rồi. Cho một cái đất này thôi. Anh ơi, mai làm cái giá nhá. Đây, cố gắng cớ xe mình ra. Thế kẹt thôi. Đẹp chưa? Không qua bão. Đấy, đúng rồi. 80. Ừ, thế thì nó to đấy. Mình đoán thì sao? Cái này cái này của anh to mà. Này bò á? Bò á, bò 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 được cắt đi đây. Kìa bên kia không cắt bò. Nhìn ra. Chưa phải đẹp nhất đúng không? Cái đẹp nhất người ta được 4 đồng mấy?